chưa Phong? Tại sao cái hộp kẹo này em ăn kẹo mà lại không lấy ra được nhỉ? Hãy biết là cái kẹo này là đặc biệt là chị order cái máy này ở trên online, thì mục đích là chị muốn đặt tiền vào mới bỏ kẹo ra được. Tại ở nhà có con bé đó, chị không muốn là lúc nào nó là nó cũng lấy được đó, cho nên mình restrict bằng cách là phải bỏ tiền vào, bỏ tiền cắt vào. Hải thấy đây rất là thú vị là vì đây có kẹo mà Hải muốn ăn mà không thể nào mà lấy ra được cái kẹo, tức là mình phải bỏ đồng xu hay là bỏ tiền giấy vào đây à? Đây chị có đem cái đồng xu nè. Ra để cho em như nào? Chị chỉ cho em xem nào. Em cứ để đồng xu vô đây, đúng cái cửa rồi. Để đồng xu vô đây. Rồi, em cứ quay. Tức là đây có một cái lỗ này, đúng không? Dạ. Để mình để đồng xu vào sau đó mình quay như này. Đúng thì, rồi. Thì wow, thì kẹo thật ra hay quá. Wow. Lý do vậy đó cho nên bé con ở nhà nó không có lấy, mỗi lần ăn là cứ lấy tùy tiện lấy chứ. Tức là bây giờ muốn ăn là bố mẹ sẽ quản lý bằng tiền. Đây là một cách quản lý rất là thông minh đúng không quý vị? Tức là ở Việt Nam nhiều lúc cũng không biết quản lý thế nào cả. Tức là kẹo này là mình phải tự mua. Đúng rồi. Chị mua cái máy này không trên Amazon. Amazon nó gửi về đến nhà xong mình mua. Cái kẹo này là mình tự mua, mình muốn loại gì đó mình mua mình bỏ vào. Và cái này em thấy là để trang trí ở trong nhà rất là đẹp đúng không? Như kiểu là cái khu vực vui chơi cho trẻ con rất là thú vị. Cũng rất là lâu rồi thì hôm nay mình quay trở lại cái chương trình với cả chị Tô Phong, thì thời gian vừa qua thì Hải cũng khá là bận và cũng do là các cái công việc nó lu bù quá nên là cũng không quay được nhiều chương trình để tâm sự với cả các bạn và quý vị. Thì trong thời gian vừa qua ấy, thì Hải cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc tiếp tục về cái cuộc sống du học ở bên này. Thì một trong những câu hỏi mà Hải thấy nhiều người quan tâm nhất đó là về cái công việc đi làm thêm ở Canada như nào. Vì tất nhiên là du học sinh đúng không? Thì tiền thì không có nhiều rồi đúng không? Đúng. Mà nhất là Việt Nam mình nữa thì mức thu nhập của mình thì không có cao như ở các nước phát triển như bên này. Thế nên là khi mình quy đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền đô Canada để mình đi du học là cả một cái sự cố gắng của gia đình, thường là phải tiết kiệm một thời gian rất là dài. Thì mới tiết kiệm được một cái số vốn nhất định để cho con em sang đây học. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là sang đây được rồi thì mình làm thế nào để mình kiếm được tiền để bù lại cái phần chi phí, hoặc là mình kiếm đủ để mình trang trải cuộc sống ở bên này, là một cái câu hỏi mà cũng rất nhiều người quan tâm. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Khi mà Hải qua đây đó là Hải chỉ chú trọng vào học thôi hay là em có cái công việc hoặc tham làm phụ thêm? Hải thì tại vì thực ra mình Hải không phải làm là một cái bạn du học sinh theo kiểu là đi học theo diện là cử nhân hay là đại học, mà Hải là sang đây học master, tức là bậc thạc sĩ. Tức là cái kinh nghiệm làm việc của mình ở Việt Nam mình có rồi nên mình cũng muốn hòa nhập nhanh nhất có thể vào với cả cái cuộc sống làm việc ở bên này. Nên là ngay khi Hải sang Canada này thì Hải đã tìm cách liên hệ với cả những công ty tại Canada để Hải có được cái cơ hội đi làm thêm trong thời gian mình học full time, tức là học toàn thời gian. Vâng. Thì đấy là cái lựa chọn của Hải, mà Hải nghĩ là cũng rất là nhiều bạn học sinh cũng như Hải thôi cũng đều muốn là sang đây là có một công việc đi làm thêm luôn đúng không? Đúng rồi. Thì tại vì nếu mà mình đi chỉ có đi học tập trung vào học không thì nó cũng hơi chật vật về cuộc sống chút không? Tiền ăn, tiền uống, tiền đủ, tiền chi phí, tiền xe này kia. Nhưng mà nếu mà mình quá tập trung vào đi làm quá thì mình cũng lơ là vào cái việc học. Vậy thì mình phải cân bằng phải không? Đúng rồi, phải cân bằng. Nhưng mà cái mục đích của cái việc làm cái chương trình lần này thì Hải rất là muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đi làm thêm của Hải cũng như của những người mà Hải biết ấy, để làm sao mà cho quý vị và các bạn một cái nhìn nó tổng quan hơn, xem là sang bên này thì đi làm thêm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền này, là có những lợi ích như thế nào này, có những cái điều gì cần phải chú ý trong quá trình đi làm thêm này. Thì trong chương trình lần này thì Hải sẽ trả lời những cái thắc mắc đấy để cho quý vị và các bạn hiểu được hơn về cái cuộc sống của một du học sinh mà phải sang đây đi làm thì nó như thế nào. Thì một trong những cái thắc mắc mà rất nhiều người hỏi và quan tâm inbox cho Hải đó là cái việc đi làm thêm bên này á, nó có đủ để trang trải cái chi phí cho cuộc sống ở bên này hay không? Đấy, thì theo như chị Thu Phong thì thấy thế nào? Nói về du học sinh không ha? Du học sinh thật không thì chị nghĩ nếu mà Hải vừa đi học full time đi, ở đại học đi, rồi mình làm thêm phụ thêm một tuần, ví dụ như 2 ngày trong weekday và 2 ngày weekend, hoặc tham cũng mình định theo giờ đi, tại vì khi mà du học sinh sang bên Canada đi du học vậy thì thường là mình sẽ bị giới hạn thời gian làm thêm,
Tức là không phải là mình muốn đi làm bao nhiêu cũng được mà mình sẽ bị khống chế cho một cái limit nhất định. Tại vì thường là 20 tiếng một tuần. Vẫn làm homework ở nhà, nếu mà mình đi làm mà weekday thì mình cũng không có thời gian. Đúng rồi. Homework, phải không? Thì với cái mức đi làm là 20 tiếng một tuần cho phép của chính phủ đúng không? Những trường hợp nào mà lách luật thì Hải không nói nhá, vì lách luật rồi thì như chị Thu Phong vừa nói đấy, mình mà làm quá thì có thể là không có thời gian để làm bài tập hoặc là bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thì Hải nghĩ là cũng không nên như vậy. Vì mình thứ nhất là mình phải tôn trọng cái pháp luật của đất nước mà mình đang học đã. Thứ hai nữa là cái việc tôn trọng đấy nó có cái lợi ích cho mình, cho sức khỏe của mình, cho việc học tập của mình, đúng không? Thế nên là mình, em nghĩ là mình nên tôn trọng pháp luật của Canada. Đây là cái mình phải lưu ý trước. Thì với cái mức 20 tiếng một giờ đi, thì nhân lên là cái mức lương cơ bản, cái mức lương thấp nhất, gọi là cái mức lương thấp nhất ý, cái minimum wage ở bên này. Nói chung là vòng khoảng cỡ 12 đến 15 vòng vòng. Đúng rồi, khoảng là 12 đến 15 đồng là cái công việc gọi là lao động phổ thông, tay chân mà rất là dễ kiếm được từ các nhà hàng đấy. Thì nhân lên đúng không? Thì là nhân lên thì kiếm được, tức là một tháng làm được 80 tiếng thì nhân lên với cả cái mức mức tiền mình thu được thì quanh khoảng độ tầm 1.000 đồng, 1.000 đồng một tháng, gọi là tiền đi làm thêm đấy, tùy vào cái mức dao động nhá. Dao động có thể là làm được 800, 900, 1.000, 1.001, 1.002 thì tùy vào cái mức lương đúng không? Nhưng mà khoảng hãy tính cái mức trung bình ấy là khoảng 1.000 đồng một tháng. Thì so với cả cái mức chi phí ở bên này, nếu như mà đi làm như thế thì sẽ đủ để trả tiền ăn, đủ để trả tiền thuê trọ, đủ để trả những cái tiền điện thoại, những chi phí phát sinh gọi là linh tinh khác đấy. Như vậy chỉ đủ như thế thôi quý vị nhé, chứ còn mong ước là để làm để mà đủ trang trải để gửi về Việt Nam này kia, gửi về Việt Nam hay là chỉ đơn giản là để trả tiền học phí bên này thôi, là việc không được nhá. Nói trước luôn là không được. Hải không dám đề cập đến một số những người anh chị nào mà có quá nhiều kinh nghiệm có thể thu xếp công việc học tập gì đó thì Hải không dám đề cập, nhưng Hải chỉ nói chung như mọi du học sinh thôi. Thì khẳng định luôn một câu là để hoàn thành được một cái bậc cử nhân 4 năm ở bên này hoặc một bậc thạc sĩ ở bên này thì không thể nào, mà hầu như không thể nào mà có thể kiếm được đủ tiền trang trải học phí và đủ cả tiền trang trải cho cá nhân nữa thì là Hải nghĩ là không thể. Tức phòng thấy là du học sinh nó chật vật hơn những cái sinh viên thường mà thường trú nhân bên đây đó, thì mình có thể là mình go for student loan ha, là mình không cần phải lo cái vụ loan giống ngày xưa. Tức phòng cũng lo mình học mình vay trong vòng 2-3 năm đó, thì cái tiền đó sau khi mình tốt nghiệp xong mình trả lại. Nhưng mà bây giờ chính phủ nó cũng thay đổi chính sách chút là Hải, nếu mà sau khi tốt nghiệp mình không có công việc mình vẫn sẽ không trả, cho đến khi nào mình tìm được công việc mình mới trả. Hồi xưa thì khác, hồi xưa cái thời của Thức Phong học đó là sau khi Hải tốt nghiệp là một năm Hải phải trả lại bao nhiêu cái tiền mình vay. Nhưng mà bây giờ thì cho đến khi mình có công việc mình mới trả lại, nó cũng tức là nó cũng tạo điều kiện nhiều hơn cho những người vay, dễ dãi hơn hồi xưa chút. Bây giờ nói tiếp là xem là về cái công việc mà mình làm, thì nói về cái mức thu nhập là quý vị biết được rồi đúng không, là chỉ đủ để bù cái mức chi phí sinh hoạt tại Canada thôi. Nhưng bây giờ lại có hỏi, nhiều người lại hỏi tiếp là thế bây giờ nên làm cái gì, nên làm cái công việc gì? Thì vì cái mức thu nhập là như Hải nói rồi nhá, dao động khoảng độ từ mức 12, 13, 14, 15 đồng một giờ thì là nó là mức chi trả chung cho các công việc phổ thông đấy rồi, thì không nói. Nhưng bây giờ làm gì? Thì bây giờ theo như Hải quan sát ấy, thì là du học sinh qua đây thì thứ nhất là làm ở những cái tiệm ăn nhanh đó, thì là của Tim Hortons, của Wendy, của McDonald's, là những cái tiệm ăn nhanh của Tây đúng không? Của là local đấy. Ngoài ra thì cũng có những cái tiệm ăn nhanh hay là những cái tiệm đồ ăn phở đúng không? Của Việt Nam, châu Á. Của Việt Nam, của châu Á thì cũng rất là đông du học sinh đến để giúp những cái nơi như thế. Mà thường thường Đức Phong xin được bổ sung là thường thường đó là nếu mà Hải làm như mấy cái chỗ như Tim Hortons, McDonald's thì nó trả cái minimum wage rất là trung bình, nói chung là không có cao. Nhưng mà nếu mà Hải tìm đến những cái khu mà làm nhà hàng trong Việt Nam đó, waitress chạy bàn hoặc là phụ bếp đó, thì Hải được thêm cái số tiền tip. Còn ở Tim Hortons nó đâu có trả cho mình tip. Nhưng mà Hải cũng nghe nhiều trường hợp nói là những nhà hàng ở Việt Nam nhiều lúc người ta cũng bớt tiền tip của nhân viên đó, chứ không phải là người ta trả hết đa đâu. Số bên đây đó là Hải thì tip là chia, không ví dụ như là họ chia bằng cách là có bao nhiêu, họ đếm trên đầu có bao nhiêu nhân viên làm trong nhà hàng đó, giống như 10 người thì cái ngày đó
đó là người khách cho tip thì mình chia cho đầu người ra 10 người nhân viên thì bao nhiêu? Cũng có thể là tùy, tại vì Hải cũng có quen một bạn học sinh ở bên này, thì bạn thì bạn ấy có nói với Hải là hầu như là chẳng bao giờ có tiền tip cả, chỉ được ăn tiền lương không thôi. Cái Phong thấy là đa số là nhà hàng này nó cho mình tiền tip, nghĩa là cũng có thể là tùy, cho thể là tùy theo nhà hàng. Cho nên khi mình vào mình làm đó, mình phải hỏi qua những cái benefit trước, mình ok. Và nó phụ thuộc vào cái mức lương trả bao nhiêu, đúng không? Có thể là trả lương cao thì có thể là không có tiền tip, nhưng mà đa số là làm bất cứ cái nghề nào mà nó liên quan đến phục vụ, nó là bên đây cái tip là không, chủ không thể nào lấy được mà không đưa mình. Thì cái nghề nail làm nail đấy là cũng là một cái nghề làm thêm cũng. Mà tôi Phong thấy nếu mà du học sinh đó, thay vì mình vào thêm hoa tình mình làm, phải không? Mình làm nail đó thì mình kiếm more tiền hơn. Có thể là gấp đôi quý vị, có thể gấp rưỡi, tùy theo cái chỗ bận hoặc là. Thế nên là khi mà nói về cái việc là công việc có như thế rồi, bây giờ nói tiếp về cái việc là nên chọn cái gì, thì chắc là phụ thuộc vào cái quan điểm của quý vị, không biết là quý vị nghĩ như nào. Tại em cái Phong thấy là tùy theo mình quan điểm của mình. Ví dụ mình vào cái chỗ Việt Nam thì mình không có học hỏi gì được nhiều hơn bằng Hải đi làm thêm hoa tình, thì Hải học những cái cách mà làm việc đó, người Tây quản lý như thế nào. Hải cũng nói luôn cái chia sẻ cái kinh nghiệm, tại vì thực ra từ hồi sang Canada đến bây giờ là Hải cũng trải qua được 4 công việc rồi. Chứ không phải là ít. Thì trong cái thời gian mà Hải làm việc, Hải làm cho cả công ty Việt Nam, Hải làm cho cả công ty của nước ngoài, thì Hải có một cái nhìn từ góc độ của Hải thôi, thì Hải thấy là Việt Nam dù là ở Canada nhưng mà có vẻ như là về góc độ quản lý ấy, mình vẫn không bằng được những cái công ty lớn, đặc biệt là những cái công ty lớn như Tim Hortons, thì phải nói là cái hệ thống quản lý và đào tạo rồi kiểm tra kiểm soát nhân viên phải nói là rất chuyên nghiệp rồi. Thì tất nhiên là kể cả so sánh với những nhà hàng nhỏ ở đây, chưa chắc người ta đã bằng được cái chuỗi nhà hàng lớn như thế. Nhưng mà nói như vậy là để quý vị thấy là khi mà mình chọn để mình làm cho một nơi nào ấy, thì ngoài cái việc tiền cao tiền thấp như chị Thức Phong vừa nói, cái việc làm nail cao tiền, làm bồi bàn có thể là thấp tiền hơn, thì Hải muốn quý vị lưu ý hơn một chút về cái việc là mình nhìn xa hơn, là khi mà làm cho những công ty như vậy thì bên cạnh tiền mình học hỏi được những cái gì, để mà khi mà xong cái công việc đấy đi, thì mình thứ nhất là mình tích lũy được những cái kinh nghiệm gì cho bản thân, thứ hai là mình viết được những cái gì vào hồ sơ, những cái resume, những cái xin việc ấy, sau khi quý vị tốt nghiệp rồi và ra trường để chúng ta xin một cái việc khác đấy, thì người ta nhìn vào đấy người ta đánh giá, đúng không ạ? Mình thực sự là mình học hỏi được những cái kinh nghiệm gì, mình trau dồi được những cái kỹ năng gì, để không chỉ là viết vào resume, không chỉ để kiếm tiền, mà nó thực sự là giúp ích cho mình sau khi mình hoàn thành công việc đó. Đấy là cái Hải muốn nói. Hải đấy, ví dụ luôn là trong cái thời gian mùa hè của năm thứ nhất và năm thứ hai đấy, là Hải có một cái cơ hội đi làm trong một cái công ty nước ngoài làm về năng lượng, là tên là Direct Energy. Thế đây là một trong những cái công ty năng lượng lớn nhất của cái tỉnh bang Alberta này, là chuyên cung cấp mà điện rồi cung cấp gas cho các hộ gia đình. Chắc chị Đức Phong phải biết công ty này đúng không? Đấy, thì Hải có làm bộ phận bán hàng cho cái đơn vị đấy, cho cái công ty đấy. Thì phải nói là cái môi trường làm việc của người ta rất là năng động, và nó dạy cho mình rất là nhiều những cái cách để mà mình tiếp xúc với khách hàng này, cái cách để mình tiến hành cái cuộc nói chuyện như thế nào này, cái cách để mình thuyết phục khách hàng như thế nào này, cái cách để mình close deal, tức là đóng được cái deal đó như thế nào, đóng được cái hợp đồng đó như thế nào này, rồi cách mình quản lý thời gian như nào cho nó hợp lý này, cách thế nào để giữ được sức khỏe này mà vẫn hoàn thành tốt công việc này, đúng không? Tất cả những cái đấy thì Hải nghĩ là một cái công việc bình thường ấy, quý vị sẽ không thể nào trải nghiệm được những cái như thế đâu, mà chỉ khi mình có được những cái cơ hội thực sự như vậy thì mình mới học hỏi được. Đúng rồi. Và tiền thì nói chung là so với các công việc khác thì nó cũng xem như vậy, nhưng mà thực sự là Hải thấy là qua một cái mùa hè 3 tháng thôi, Hải đã trở thành một cái con người trưởng thành hơn, mình biết cách giao tiếp hơn, mình đi đây đi đó, mình biết được cái văn hóa bản địa, biết được cái cách người ta sống, biết được cách người ta dạy con, biết được cách người ta nhìn nhận đánh giá hợp đồng như thế nào, biết cách người ta nhà cửa trang hoàng như nào, biết cách người ta nói chuyện những cái câu chuyện gọi là chuyện phiếm như thế nào, đúng không? Và đặc biệt là tiếng Anh sau thời gian làm 3 tháng, mình học được rất là nhiều những cái câu tiếng Anh, những cái slang, những cái
những cái daily conversation hàng ngày, và những cái từ vựng rồi những cái pronunciation là những cái phát âm của mình cũng cảm giác là mình học hỏi và mình cũng trưởng thành nó rất là nhiều. Thì sau một cái mùa hè làm sales như vậy thì Hải quay trở lại trường và có nói chuyện với các bạn, thì các bạn còn nói là nói thật với Hải là trong những tháng đầu tiên tao nói chuyện với mày, tao cũng không hiểu mày đang nói cái gì mấy đâu, nhưng mà qua thời gian dần dần mày tiến bộ dần dần. Và đặc biệt là qua cái mùa hè vừa rồi thì phải nói là tao không có một cái khó khăn gì tao hiểu mày nữa cả, hoàn toàn hiểu được perfectly, I can understand you perfectly. Và Hải cảm thấy rất là vui, thậm chí là có một số những cái người bạn Canadian, white Canadian, người ta nói chuyện với Hải và người ta có nói là mày sinh ra ở đây đúng không. Tức là những cái đấy người ta đánh giá là tiếng Anh của mình nó cũng không phải là tiếng Anh theo kiểu là Vietnamese quá như cái hồi mình mới sang, nhưng mà mình thực sự là mình có cái sự tiến bộ và người ta nhìn thấy được nó và người ta nói cho mình biết, đúng không? Thì Hải phải nói là Hải thấy rất là vui, và những cái công sức, những cái ngày tháng mình bỏ ra, mình rèn luyện, mình đi kiếm tiền, mình học hỏi thì nó đã được đền đáp một cách rất là xứng đáng. Thì cũng chỉ chia sẻ như vậy để quý vị có một cái nhìn, đúng không, để làm sao mà khi sang đây mình chọn được cái công việc nào mà vừa giúp mình kiếm được tiền, vừa giúp mình có được những cái kiến thức, tăng được những cái kỹ năng trải nghiệm trong cuộc sống để sau đấy mình áp dụng nhiều hơn vào. Mà cái phòng thấy là cái này là không phải riêng cho du học sinh, mà những tất cả các sinh viên học sinh bên đây là trường học lúc nào cũng có những cái chương trình khuyến khích học sinh để đi ra ngoài đời thật sự, để đi làm những cái job mà gọi là volunteer đó hả? Là thiện nguyện viên thôi, chứ không phải là mục đích để kiếm tiền. Thì thường thường học đi đôi với hành, phải không? Cho nên lúc nào cũng là muốn cho học sinh là giao tiếp để hiểu rõ hơn cuộc sống ngoài đời, chứ không phải lúc nào cũng biết học. Thì khi mà Tức Phong học thì xưa cũng học trong high school, thì Tức Phong cũng có ghi danh vào mấy cái chương trình để đi làm volunteer. Ví dụ mình có thể mình đi đến thư viện mình làm volunteer trong mùa hè. Nhưng mà riêng đối với những du học sinh đó thì mục đích họ cũng muốn kiếm một ít tiền để trang trải cho cuộc sống. Cho nên mình tìm kiếm những công việc nào mà vừa học hỏi được mà vừa có tiền xài đó, thì cái đó là good. Vâng. Tức Phong thấy cái đó là cái chọn lựa đúng hơn. Phải nói là nó công bằng, comprehensive, nó toàn diện. Yeah, nó toàn diện hơn. Nhưng mà cũng phải lưu ý là khi mà đi làm ở bên này ấy, khi mà tìm công việc ấy, thì trên mạng có rất là nhiều, có rất nhiều những cái lời mời chào, có rất nhiều những cái offer mà chúng ta phải lưu ý một chút là để tránh tình trạng mà bị những cái công ty mà nó trả lương lừa gạt, và nó trả lương nó không xứng với cả lao động của mình. Thì Hải có biết một số những cái gọi là scam, những cái trường hợp mà lừa đấy, thì là nó cứ yêu cầu quý vị là phải đi làm cái này đi làm cái kia, nhưng mà nó trả theo commissions. Tức là mình phải để ý cái danh tiếng của công ty, là khi mà nhận được một cái offer hay là khi tìm được một công việc, phải tìm thật kỹ những cái thông tin có liên quan đến công ty đấy, lên mạng, lên không biết thì có thể hỏi những người nào mà người ta có kinh nghiệm lâu năm rồi, để chúng ta tránh bị lừa. Đúng rồi. Vâng. Ví dụ như là những cái công việc mình đã để work from home đó, work trên computer for single mom hoặc là student đó, là quý vị nên cẩn thận cái đó. Nó cũng nhiều người bị scam lắm á. Vâng. Và nhất là nó kêu mình gửi giống như là lệ phí đến để join vào cái chương trình đó là gì, thì mình tuyệt đối mình đừng có gửi đi. Cái tiền thì Tức Phong cũng mới đăng trong cái bài báo tháng này. Ví dụ như mình, cái công ty nào nó nhận Hải làm, nhưng mà trước khi nhận Hải đó thì nó kêu Hải gửi cái check cho nó. Gửi cái check trả để giống như cái phí, gọi hồ là cái phí đó, đúng rồi, giống như là lệ phí để yeah, bên này thì không bao giờ có chuyện là tuyển dụng mà lại thu phí, đúng không? Bên đây đó thì không bao giờ hết, nhưng mà online thì những cái kẻ tội phạm á, nhiều khi đâu phải ở Canada, nó ở những cái nơi khác, thì như họ nói là tuyệt đối mình đừng bao giờ mình gửi đi những cái check gì cho ai mình không biết. Thì còn một cái nữa nhá, cái này cái nghĩ là rất là quan trọng này, là sau khi xác định được tất cả những cái vấn đề đấy rồi, biết được chi phí trang trải cho bao nhiêu phần của cuộc sống, biết được những công việc nào mình có thể làm, biết được là công ty nào đang tuyển dụng, biết được cách tránh các cái scam như nào rồi, thì bây giờ làm thế nào để tìm được công việc mà mình nghĩ là trả lương như mình xứng đáng với sức của mình, làm thế nào để tiếp cận được với cả cái công việc trong mơ đấy, thì nó là một vấn đề nó không hề đơn giản, đúng không? Chỉ mong là
mình tìm được công việc mình ưa thích và mình biết cách nào để mình làm được cái công việc đấy. Và đừng nản chí quý vị nhé, nếu như mà khi mà mình nộp hồ sơ hay khi mà mình đến thăm công ty và sau đấy mà mình cũng không nhận được một cái lời mời phỏng vấn hay là mình không nghe được tin tức gì về công ty đó, thì mình hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, mình hãy cứ tiếp tục đến thăm công ty đó, mình hãy giữ liên lạc với những người mà mình quen biết khi mình đến nộp hồ sơ để mình hỏi thăm về những cái lần mở tiếp theo. Có thể là người ta đã tuyển được người rồi, nhưng mà có thể là 1, 2, 3 tháng nữa, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm nữa người ta sẽ lại mở ra những cái lần ứng tuyển tiếp. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm dành cho những người như quý vị. Chắc là chương trình này nó cũng như vậy thôi. Nếu như mà quý vị và các bạn mà có những cái câu hỏi hay thắc mắc nào tiếp theo về những cái vấn đề liên quan đến đời sống của du học sinh hay là của những người mới định cư tại Canada, thì quý vị có thể để lại những cái comment hay là inbox cho chương trình, gửi email cho chương trình và Hải, thì Hải cũng sẽ đồng hành với chị Tuyết Phong và những cái vị khách mời khác để trả lời những cái thắc mắc như vậy. Chắc là cũng như vậy thôi chị nhỉ? Chắc cũng đủ rồi đó. Vâng, thì cảm ơn xin chào cho quý vị và chúc quý vị một cái tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.